Sử dụng những cái nguyên liệu thứ nhất là gạo sạch, gạo thì gạo có hạt ngọc trời, thứ hai là mình không sử dụng bột ngọt, không sử dụng đồ hóa chất, và tất cả những rau củ mà hội sử dụng cho cái bếp ăn từ thiện cũng đều là những rau củ sạch trồng ở nhà kính mà mình đặt riêng ở Đà Lạt để mình sử dụng. Đây là cái phần lá chuối lót ở trong đây, những cái đường phố thứ tư, thứ bảy, thứ nhật. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.